Dạ con chào quý cô chú anh chị Mọi người mấy ngày nay có khỏe không? Con mấy ngày nay con không lên clip Hôm nay lên clip để nói chuyện với quý cô chú anh chị mình chơi Chứ nay con không có làm nữa, không gà con bệnh Đó. Rồi con không có lên clip mà con không có làm luôn nữa Nói chung nó bệnh rồi nó cũng làm biến mọi thứ nè Thậm chí thấy ăn cơm mà nó còn làm biến mà Dạ Thì con chích mấy ngày nay gần tuần lễ nay con đi chết con bị cục cái cục sống mà nó hay lưng quần á tại đó con cũng bị lâu rồi thì bây giờ chịu lâu lâu cái mình mình không cần ginh cái đồ nặng nhưng mà mình khum xuống nó trúng một cái thế nào đó mà nó không có phải của nó thì nó sẽ đau nó nhức lại dạ nó nhức nó nhức nói chung với mình thủng thành quen đó cô chú anh chị chứ khang khang mà mình bình thường á mà 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 bị một cái thì chắc đau lắm nhưng mà con cũng bị lâu rồi vậy hồi đó lên bệnh viện chợ gãy chụp hình rồi này nọ nhưng mà không có uống thuốc gì hết tại vì người ta nói này bị lâu rồi thì đâu có làm gì được à, vật lý trị liệu cũng đâu có trị được đâu đó rồi thêm con bị quẹo cuộc sống đó, đó. hồi đó con quẹo cuộc sống là con khiêng máy, khiêng đồ làm đồ nặng mà nó cũng quen một bên vậy đó đó thành thử ra thì uh, uống thuốc nhiều con cũng không dám nữa đó uống thuốc nhiều thì nó, nó 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 qua bao tử mà bao tử con thì bị yếu bao tử con bệnh bá bệnh luôn ha thứ gì cũng nhiều hơn trai thiệt tình chứ rồi thì nói chung này nói nôm na thì cũng làm là 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 nói với cô chú anh chị và anh em mình đặt đồ cũng chậm chậm cho con Đó. cũng còn ít đồ gì hả chúng có nhiều mà có cái không nhiều đồ nhưng mà có cái đồ nó làm nhiều thời gian bởi thành thử ra cũng lên nói với anh em mà cũng thông cảm đó rồi những anh em kiểu như là trong chờ nó ủa sao lâu quá nó không biết làm sao nó có sao hôn hay hoặc là là, là là đồ của mình tới đâu rồi mà sao nó làm thinh hoài cả từng lễ không thấy mặt mũi mà không làm cho ai đó bởi vì thành thử ra cũng lên nói với anh em nói chuyện với anh em với cô chú mình chơi đó rồi thì sắp tới thì chắc dài con nghỉ dài ba ngày nữa rồi cái con làm tới của chú anh chị mình ơi đó dài <laughs> bữa nữa cái mình tiến hành mình làm đồ chơi nếu có rảnh này là làm đồ chơi ha cái nhông xe của con chạy ra bị rớt nè <laughs> đó cô chú anh chị đó nhông con á ôi ờ, này có cắt ra làm dao đó. Cái này để cắt ra làm dao quá chứ chị cái này nhông xe sẽ cuốt ha đó. rồi thì à, cũng à, luôn à, bây giờ thì cũng có gì đâu nói nói chung là cũng nói gì cho anh em mình nói chuyện chơi rồi với hai nữa để cho anh em mình biết là mình còn sống ha <laughs> để nhiều anh em biết ăn cường này nó chết nó sống đâu mà sao không thấy nhá? Bây giờ lên bệnh chút xíu chơi. Năm nay nấu bánh tét còn có củi rồi, mà kiếm được mấy củi để dành Tết nấu bánh tét. Đó. Cũng đây cũng còn mấy khúc nữa để nấu bánh tét đây. Đó. Uhm. Nói chung thì có nhiều anh em đặt đồ, thì lên con cũng nói luôn sẵn đây thì con cũng nói luôn, tại vì cái đồ của mình đặt anh em, tại cách làm và cái kiểu uh, uh, mình làm thì nói chung nào ngay mình làm từ cái, uh, cái, cái 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 miếng thép dày mình làm ra bởi nó nặng công, đó. Còn anh em mình muốn nữa thì mình làm cái loại như thép kia thì mọi người người ta làm thì cái giá thành nó rẻ, đó. Hay hoặc là là, là gì đó anh em mình tùy theo cái nhu cầu của anh em mình. Ví dụ như mình uh, ít tiền thì mình làm cái loại thép ít tiền và cái cái mọi thứ nó nó ít thời ăn chút một chút hết, nói chung vậy. Cán khâu hoặc là à, tới thậm chí tới um, uh, uh, miếng thép cũng vậy. Ví dụ mình làm miếng thép mỏng thôi, đập nó ra thì nó không có mấy lửa. Nhưng mà anh em những cái dòng đó mình ở đây mình không có làm nhưng mà anh em cứ đặt đi rồi mình uh, um, mình sẽ hướng dẫn cho anh em hoặc mình giới thiệu cho nhiều anh em mình nói chung mình quen nhiều á nhiều lò rồi đó, mình sẽ giới thiệu cho anh em mình đặt cái giá cho nó hợp lý hơn nha nó cũng chẳng hạn như em chất này ở hữu lộc nè đó anh em mình nói chung ngoài thang thép có sẵn đó tại chỗ đó tại vì thang đá cũng dùng ngoài rồi cán gỗ ở trên gừng đó đi đi ra gừng lượm chút xíu thôi cũng có cây gỗ về làm cái cán dao được rồi nói chung nó dễ vậy đó nói chung mình nói vậy thôi chứ không phải đi lượm nhưng mà gỗ thì ra bán cũng kế bên nhà nó khâu đồng gì đó mình cũng nhập từ Hà Nội về hồi đó nhập nước ngoài không đó. rồi bây giờ thì nó khỏe rồi bây giờ thì nói chung uh, mình dễ dàng rồi hồi đó thì đi 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 đâu có 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 có, có uh, youtube gì đâu mà mình biết chỗ nào đâu mà đặt rồi đặt một lần tầng thân nhờ người này người này nhờ qua người kia người kia nhờ qua người nọ ôi mệt chết luôn mới được cái khâu rồi bây giờ quá trời dễ dàng anh em muốn đặt cái gì đặt cái gì thì nó có sẵn hết trơn quy cách làm sao đó cắt khâu làm sao làm sao đó rồi dao cũng vậy nữa bây giờ nó dập ở trên dập cái đùng xuống nó thành cái dao rồi nó dễ muốn chết luôn nó có nó đâu có tốn tiền tốn bạc chị nhiêu với hai nữa rồi thay xài cũng ngon lành chứ đâu phải vậy đâu còn riêng như em chất thì muốn làm dòng bi lò xo gì em ấy thì kiểu cũng đáp ứng mọi nhu cầu hết hết anh em luôn có gì đâu thì tại vì em đó nói chung là, là mọi cái mỗi gì đó thì nó tại nhà tại bến đó là nó lợi được cái công đó, nó lợi được cái công là chỗ đó chứ không phải là à, em đó mà làm là tầm bậy tầm bạ gì anh em ha nói chung mình giới thiệu cái gì đó thì còn nhiều loại gèn khác anh em muốn đặt cái dạng khác nữa thì vẫn có chứ không phải riêng thì dù cái nhu cầu anh em là như thế nào đặng nói đặng mình mới biết để ví dụ như anh em cứ đặt mình đi tất cả các loại đồ gì ở trên mặt đất trên xã hội này mà nó có đó thì anh em mà cứ alo cho mình mà hỏi cứ hỏi đại đừng có sợ hay ngại tại vì nhiều khi những cái đó là anh em không nói làm Ừ chẳng hạn như là là nói Cường nó làm đó là sao mình hỏi nó chi không phải cứ hỏi có thể tham khảo cũng được nó chẳng hạn như ừ, Cường ơi bây giờ anh tính đóng một chiếc xe bò một chiếc xe rùa đến đi nó có thể là hướng dẫn cho anh bây giờ anh 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 anh, anh, anh mua cái loại sắt hay loại gỗ hay là cái gì đó hay là ở chỗ nào đóng đó hay hoặc là một cái tủ ly, một cái tủ mà hoặc cái cái xe đẩy để bán bánh mì chẳng hạn vân vân. Có thể là mình hướng dẫn cho anh em mình biết cái nào mình hướng dẫn cái nấy chứ nói chung mình bá ban anh em. Ờ tới nói chung mình biết nói chung mình cũng cái ít 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 mình cũng biết được cái một chút một chút vậy chứ không có nhiều nhưng mà các anh em của mình nó đều có làm. Hoặc cường ơi giờ tôi muốn mua cái máy đi hai cái máy gây sáo hay là máy cái máy suzuki gì đó, đặt vô cái tàu để đánh cá đánh lưới gì đó theo biết chỗ nào mua rẻ hơn thì giới thiệu hay là cho xin số điện thoại dùm đi chẳng hạn vân vân muốn mua một cái đầu bò hút bùng hay hoặc mua một cái dàn sới để sới làm trồng gãy hay gì đó vân vân hay hoặc là giờ muốn làm một cái thang mà để như vậy vậy rồi bây giờ trước tiên mình làm cái gì đó đó những cái dòng gỗ nào những cái sắt nào mà để nó hộp như vậy vậy đó nói chung ngoài cái mục mà con dao ra thì nói chung mình thì cũng còn biết chút chút cũng nhiều nó thẳng tại vì nói chung là cũng như là mình nó à, hồi đó nghèo đó. mình nghèo rồi nói chung mình đi làm thuê làm mướn nhiều chỗ nhiều nơi rồi nói chung không biết rồi mình chết làm sao bắt buộc phải đi phải phải biết nói chung thời đó nói chung mình bắt buộc phải biết tại vì cái gia đình mình nó không có ăn giống như người ta mình nghèo mình khó thì bắt buộc phải đi làm thuê làm mướn lúc đó là kêu bằng ở đợ chứ không có làm thuê tại vì nó bé có 10 tuổi 12 tuổi mà lúc 8 9 tuổi rồi đi ở đợ đổ gạo rồi đó thì nói chung là ở đợ đổ gạo thì đâu phải là làm tháng đâu ví dụ làm hai ngày người ta cho được nhiêu gạo thôi anh em nó nói vậy thì mình nói tiếng nôm na lại anh em muốn cần gì thì nói chung có cái gì mà nói chung anh em thích ừ muốn làm cái đó cường bây giờ mình muốn làm sao thì cứ hỏi hay hoặc là ừ anh nó tính um ừ, cắt cái, cái nhà cỡ cái 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 cầu tiêu hay là cái toilet gì vậy đó mà bây giờ mình ra sắt làm sao mà cho nó 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 vừa với cái cầu tiêu của mình nó nó tải vậy, vậy mình xài bao nhiêu cái sắt mà loại sắt đó sắt gì mình xài nồng mấy mà mình đổ cái cột bao nhiêu nó nói chung cái nào mình biết được nó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nó mình hướng dẫn trong cái tầm của mình thôi anh em ha chứ không phải mình nổ nhưng mà có cái mình biết chút chút để mình sử dụng và mình áp dụng trong cuộc sống của mình chứ không phải mà mình biết để mà mình đi làm nghề thì giống như anh mấy anh thợ à, mấy anh thợ mấy anh thầu thì không phải tại mình chỉ là mình nói là mình làm để mình sử dụng trong gia đình thôi chứ mình đâu có cần à, đâu phải là mình biết cái đó là để làm nghề đâu anh em đó, cũng như mấy cái cột của mấy miếng tường này mình cũng tự xây không nè đó đổ đà đổ này nọ đổ đà chân rồi xong rồi đổ đà văng nó thấy này thấy nọ này mình cũng tự làm thôi chứ ai đâu cái mấy, có một chút xíu gì đó ha không lẽ mướn thợ đổ hai cột vậy thôi bên đây cái cột này đổ chờ sau này mình có làm cái nhà lại mình làm luôn nó ra này muốn làm phóng ra một cái nhà thì mình cũng vẫn có cái cột đó bên đó cái cột đó thì mình làm bên đó chưa xây thì ví dụ thôi nha, cái này nói ví dụ với anh em thôi nói đại nói nôm na có gì đâu nói mình nói cho anh em mình nói vậy đó mà ví dụ vậy mà thì có gì hết trơn nói chung anh em mình biết được cái gì thì mình chia sẻ cho anh em cái nấy còn anh em nào ví dụ mà thấy cái nào mình biết hơn thì mình học hỏi thêm ví dụ anh em mình biết hơn mình thì mình học hỏi uh, cái vụ mình thắc mắc như hôm đó tới nay á anh em mình cũng lên mình cũng hỏi cho nhiều người vậy có những cái mình cũng bù trắc chứ có biết gì đâu thậm chí viết chính tả mình viết sai mới hỏi Ừ cái chữ đó theo vậy nó có ghê không có ghê hay hoặc là thế này thế nọ cái chữ đó nó, nó nó viết vậy đúng không Mình phải hỏi người ta chứ tại vì à, anh em mình biết không Hồi đó mình học có lớp 1 đến lớp 2 mà mình học 2 năm mà có 9 tháng à tính ra một năm vậy mình học có 4 tháng à. đó Hồi đó 9 tháng nghỉ hè nghỉ hè 3 tháng là đúng là một năm thì anh em mình thường thường hồi đó nghỉ hè đặng mình thả diều á anh em đó thì mấy anh em mà cỡ dặn tuổi mình 40 trở lên 40 đó thì anh em mà cỡ tuổi vậy thì lúc đó mình cũng vậy đó thì uh, tranh thủ đặng mình đi học rồi nghỉ hè trong cho nghỉ hè đặng làm diều để thả thôi đó thì bữa nay thì lên nói uh, sàm sàm chơi với anh em vậy thôi chứ uh, uh, không có làm đồ làm đạt gì hết anh em ơi quá trời mệt rồi cái lưng mà đi nó còn sực sực vậy mà làm cái gì đó, hôm nay là đỡ rồi đó chứ bữa hổm đi đi vừa đi vừa bò mà vừa lết nữa <laughs> thôi vậy thì nói chung mình cũng tới đây được rồi anh em ơi đó, tới đây được rồi ha nói chung để mà, mà ấy với anh em thì nói chung nói chuyện thì chơi vậy thôi chứ không có cái gì mà 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 mà, mà ấy nữa nó thẳng vậy thôi mình không có cái gì mà 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 chuyện hôm nay không có cái gì mà lại làm hết á nói chuyện thì không có gì không phải thì anh em mình bỏ qua nha tại vì mình cũng không có ăn học cũng có gì hết uh, nói chung vậy đó thôi thì uh, hôm nay cái uh, tới đây rồi thì uh, sắp tới mình sẽ làm rồi anh em mình theo dõi chơi nha anh em uhm? anh em bạn bè của anh cường thì cũng thông uh, cảm nha đó, quý cô chú anh chị mình và một số uh, khách số anh em mà một số anh em thì cũng mới vào kênh cường xem ha. Đâu mới mấy ngày nay thì cũng có được trăm um, ngoài anh em á, cũng vô kênh xem clip của cường thì cũng cảm ơn mấy anh em nhiều. đó Thì um, để vài bữa rồi mình khỏe cái mình chiết chiết ra mình làm một vài clip nhỏ nhỏ thôi, không làm chuyện nặng được thì mình làm chuyện nhẹ chơi. <laughs> rồi thôi vậy mình cũng uh, xin chào hết em ha cũng chúc uh, cô chú anh chị mình chúc anh em mình uh, luôn luôn bình an và luôn luôn là uh, sức khỏe luôn dồi dào ha cô quý cô chú anh chị mình rồi thôi vậy con cũng xin uh, uh, kết thúc clip đây ha rồi hẹn con clip sau rồi con sẽ lên rồi cô chú anh chị mình làm đồ đồ có cái rồi để mình dòm mình lấy đồ chơi bình luận đồ chơi ha rồi thôi vậy con cũng uh, xin chào tạm biệt hết cô chú anh chị mình ha dạ thôi vì con xin xuống clip đây ạ à. dạ